hình của chúng ta ngày hôm nay chính là diễn viên Thế An à. Có nội dung gì đi ăn ê. Rồi tôi nhìn mấy cái tờ sinh thành này tôi sợ quá. À. Hãy tìm cách không sử dụng tiền mua được 5 món ăn trong hẻm đồ ăn 200. Quá dễ. Đây. Tụi em muốn được cho tiền. Cho nên là mà tụi em xin thì cũng kỳ đúng không? Cho nên là ví dụ bây giờ vậy cho em làm cái gì đi, em lấy công em chuột lại đồ ăn luôn anh chị. Em xin lấy công chuột ăn được không? Giờ hai người tự làm, muốn làm gì làm. Em muốn chấp nhận. Em muốn làm chủ ở đây được không? Anh muốn chọn gì cũng được chứ. Mà chủ yếu là chỉ cần quắt đi miễn sao có một bàn khách là được. Rồi, bàn rồi vô anh ơi. Vô đi, vô quán bàn. Kìa kêu hai đứa trợ lý mình vô ăn. Ê, em vô. Cô ơi nuôi bao nhiêu một hộp cô? Dạ. Con bò trứng luôn á. Làm con một hộp nha. Rồi có 30.000 thôi. Có nhiều tiền á. Một cuốn bao nhiêu ạ? 6.000. Cô cho con 5 cuốn. Hộp vịt lộn cút lộn con không chú? Hộp vịt lộn cút lộn còn luôn, vào đây đi kêu cho. Dạ. Ở đây mua về. Có mua về cho em ly rau má. Rồi một rau má. Mình có lên mua cho Quang Trung với Quỳnh Lập uống không ta? Mình có lên mua mọi người hay là thôi mình uống mình thôi. Thôi uống mình đi ha. Con quan kẹo rồi, quan rồi đúng không? Em cô ngồi cho xem tụ dạ, cô ngồi cho xem tụ được đó. Mấy đứa nhỏ, qua đây chơi đậu, qua đậu hết tiền rồi sao nít đây toàn hết tiền không vậy? Cha nít mẹ nào cũng cầm đồ ăn trên tay mà hỏi sao còn tiền đi về được. La quá trời luôn, còn tiền của em nữa nè mọi người. Quan Trung với mình là không có tiền, có mình em có tiền thôi. Chết rồi, xài hết 100.000 rồi. Trời ơi, biết sao không sao no được. Ăn trắng miệng thôi, thôi kêu mấy con ốc, mấy cái con ốc gạo nhỏ nhỏ ngồi. Ăn cơm nhiều lắm hả? Cơm nhiều lắm. Hay là ăn ớt xả đi, ăn ớt xả mình hút vô cái nước xả nó ấm ấm bụng cũng được. Ăn không, ăn không? Tụi mày có khi nào mình sổ xào người ta sợ ta đi không vậy? Cảm ơn mình nhẹ nhàng đi anh. Nhẹ nhàng mình lo người ta vô. Ủa, mình kiểu mũi. Ăn phải lâu, phải lâu. Đúng, đúng, đúng. Vô ăn nè, vô ăn nè. Ăn phải lâu. Đi vô đây ăn. Lẹ. Ăn kiện thôi. Bán kiện mình. Trời ơi, đồ người ăn người ta ngon mà ai đi nha, cười rồi đi không vậy? Trời ơi. Chè. Rồi, lấy chè nha, lấy chè. Trời ơi, hết tay cầm luôn. Nhiều thế rồi chứ. Ủa? Tiền bạc cũng quên người ta ăn uống sung sướng quá ha. Anh hỏi bây giờ vô đây ăn béo phì luôn á, sự luôn. Ủa? Cha anh uống mấy gầu má rồi, mình chắc uống. Xin hả? Mọi người ơi, xin đây. Mình làm anh ra, anh ra. Cha anh uống không có xin ăn đâu, này xin uống rồi à. Cái gầu má thì sợ hút vô ho. Cha anh uống mấy gầu má đi. Nó mát hồi nãy giờ khác luôn. Mình có khả năng làm được điều đó mà. Đôi bàn tay trắng của mình có thể tạo ra điều kỳ diệu. Không, anh chỉ đâu bàn tay trắng anh cho nhỏ này một bạc tay. Được không? Một bàn tay trắng cho em một bạc tay. Mỗi người hút một cái thôi nha. Cái này là cho ăn tinh cho nên là hút một cái thôi. Nhưng sao hôm nay giờ nói nhiều quá nó bị cắt nước đó. Biết cái ly này là gì không? Ngon lắm, nhiều ở trong lắm nè, nhiều đậu. Xanh bố lửa. Chè. Gọi là chè thôi đó chứ không biết chè gì. Ủa, hút một cái được.